Xin chào bạn đọc của tạp chí Sài Gòn Tiếp Thị. Hôm nay tại thị xã Sapa, nhà hàng Luxic Eclos giới thiệu đến quý bạn đọc một món ăn đặc sản của vùng núi Tây Bắc, đó là nộm hoa chuối rừng và thịt trâu gác bếp. Thịt trâu gác bếp là món ăn đặc sản của vùng núi Tây Bắc, được bà con lựa chọn từ những thứ thịt tươi ngon nhất và ướp với gia vị đặc trưng của bà con dân tộc, sau đó treo lên gác bếp trong vòng 1 tháng và làm chín bằng khói. Nguyên liệu chính của món ăn gồm hoa chuối rừng và thịt trâu gác bếp. Công dụng của hoa chuối rừng là tốt cho tiêu hóa và chống lão hóa, cải thiện chức năng thận. Thì cách làm như sau: chúng ta chuẩn bị 500ml nước lọc và 100ml giấm để ngâm hoa chuối cho trắng. Thì cách làm như sau: hoa chuối chúng ta tách từng lớp hoa chuối ra, sau đó chúng ta bỏ cái quả non đi để vì cái này ăn sẽ rất chát. Sau đó chúng ta xếp từng lớp hoa chuối vào, sau đó chúng ta thái chỉ và ngâm vào nước lọc với giấm. Ok, chúng ta thái chỉ. Chúng ta lưu ý thái thật mỏng hoa chuối để khi ăn nó sẽ có độ mềm. Để thái được khoảng 2 phần hoa chuối thì chúng ta sẽ bỏ cái đuôi đi vì nó già ăn sẽ bị dai. Sau đó để cho tạo thêm màu sắc sinh động cho món ăn thì chúng ta sẽ thêm một chút cà rốt bào sợi hoặc thái sợi. Bát sau chúng ta sẽ trộn hạt chuối. Thì các gia vị để trộn salad hoa chuối sẽ có: thứ nhất là tỏi băm và ớt, một quả chanh, vắt nước cốt, bột ngọt, bột canh, đường, rừng vừng rang thơm, lạc và các nguyên liệu rau thơm gồm có tía tô, hống dũi, ớt, rau mùi và thịt trâu. Thì chúng ta sẽ hấp lên cho mềm, sau đó chúng ta xé sợi nhỏ đấy. Các bạn lưu ý xé sợi nhỏ khi ăn thì nó sẽ mềm. Và hoa chuối sau khi ngâm được khoảng 10 đến 15 phút thì chúng ta sẽ bắt khô, bắt kiệt nước. Chúng ta cho vào với cà rốt và trộn đều lên. Là chúng ta phải cho phần thịt trâu xé nhỏ vào. Tiếp theo chúng ta chuẩn bị phần sốt để trộn salad. Phần sốt của chúng ta sẽ gồm có 2/3 thìa bột canh, 2/3 thìa bột ngọt và 3 thìa tỏi băm nhỏ và 1 thìa ớt băm nhỏ. Tùy chúng ta để ăn cay thì chúng ta sẽ cho thêm.
đây là đường chúng ta sẽ dùng một thìa rưỡi thìa rưỡi súp được. Và một thìa nước cốt chanh. Đây là chúng ta trộn đều đấy. Chúng ta để sang một bên. Sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị rau thơm thái nhỏ gồm tía tô và mặt hàng. Thái nhỏ. Chúng ta có thể chuẩn bị mấy nát phồng tôm để trang trí và có thể ăn kèm với salad. Thì khẩu vị của đây là món ăn nộm hoa chuối rừng và thịt trâu gác bếp đã hoàn thành. Món ăn salad này sẽ giúp cho bữa cơm gia đình của quý vị thêm sinh động và giải nhiệt trong mùa hè oi bức này.